cho bà hôn cái gì? Không cho. Không cho. Nó chị hôn cái gì mà? Không cho. Bà hôn chỗ nào? Hôn em ơi, hôn chỗ nào? Không. Không đâu. Không cho. Trời ơi, không cho luôn. Về ai nấu cơm cho anh em ơi ăn? Bây giờ bà nội. Về ai đút cơm cho anh em ơi ăn? Bà nội đút cơm. Ăn em ơi ăn. Rồi ai tắm cho anh em ơi? Rồi. Ai tắm? Ông nội tắm. Rồi ai nữa? Ai tắm nữa? Ai tắm mà chơi 2K đó, 2K, ai tắm? Bà nội. Ồ, vậy mà sao không cái không cho ta? Không cái gì mà năn nỉ đi. Không nên mơ không cho nào ta? Không cho nào? Nên mơ không cho lại. Gì kì vậy? Không nên mơ một cái gì mà. Nè, đồng minh nè, không cái đi. Trời ơi trời. Vậy thôi, tối nay cho ăn gì? Ăn cơm với gì? Nemo thích ăn cơm với cái gì? Nemo ăn cơm mê móc. Với cái gì? Ăn cơm với gì? Thiệt mà. Ăn cơm với móng tay. Không, Nemo chút nữa ăn cơm với cái gì? Thích ăn gì bà cho ăn đấy. Thích ăn cơm với cá gì? Ăn gì? Ăn cơm với cá gì? Cá gì đó? À. Cá gì? Cá ăn sặc, cá sặc gì? Cá sặc răng. À, ăn cơm với cá sặc răng. Ăn à, gì? Rồi ăn gì nữa? Ăn gì? Cái kẹo gì bỏ vô miệng đó? Ăn kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo. À rồi Nemo thích ăn trái gì? Ăn trái bích. À rồi Nemo thích ăn trái gì nữa? Nemo thích ăn cái cây. À ăn trái gì mà hồi trưa mà mình cắn cái gì? Trái mít. Đúng rồi. Nhưng mà nói tóm lại thì bây giờ muốn ăn trái đó cho bà Hùng cái đi. Hay nữa không? Ăn cánh. Ăn cánh đen. Thế mà năn nỉ đi mà cho Hùng cái mà. Mì ghê quay lưng chỉ ta, quay lưng lại đồ ghê ta. Nhớ nhà, tối nay không có cho coi tivi đâu nha. Bà nội cho nó mơ coi tivi. Coi cái gì? Coi ba thương con đi. À coi ba thương con vì con giống mẹ đúng không? Mẹ thương con giống ba. Rồi coi cái gì nữa? Vì con giống ba. Rồi coi gì nữa? Đà nhà ta cùng yêu thương giống nè. Rồi coi gì nữa ta? Rồi coi ba thương con. Không ba thương con á thì coi rồi. Rồi bây giờ mình cứ coi cái gì mà con cò vậy đó. Con cò bé bé. À. Coi con cò bé bé à. Nhưng mà bà hỏi nè, Nemo có nhớ cái vụ mà con sâu rút lắc không? Nhớ. Con sâu sao? Con sâu rút lắc. Anh Hồng dám bắt. Con sâu chết ngắt. Ngắt. Anh bắt cho em chưa? Yeah, giỏi quá.